Alo, dạ em xin mến chào gia đình thân thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Ngọc nha. Ngọc mến chúc là gia đình của mình một ngày thật là vui vẻ và có những giây phút thú vị khi xem clip kể chuyện của Ngọc nha. Thì bữa hôm nay là một câu chuyện có thật của một vị khán giả, một cái cô gái này cũng còn trẻ đã gửi đến cho Ngọc cái địa chỉ Gmail ngocfamilyvlog@gmail.com. Đó là cái địa chỉ Gmail của Ngọc. Và cô ấy gửi cho Ngọc một câu chuyện của cô ấy. Câu chuyện này cũng có một cái tiêu đề khá là đầy kịch tính, y hệt trong phim luôn ha. Mời quý khán giả thân thương cùng lắng nghe câu chuyện của Ngọc nha. Con dâu chăm sóc tắm cho ông bố chồng mù. Ông bố chồng nó bị mù. Và bỗng nhiên kinh hãi khi mà cái cô gái này cổ thấy ổng nhìn cổ và nói cái câu này. Câu này là câu gì và cái chuyện này ra làm sao? Đầy kịch tính y hệt đi trong phim luôn. Mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện của em nha. Thì cô ấy kể rằng là cổ có sống chung với ông giống như một ông chồng, mà ông chồng này ông cũng rất là khó tánh, mà tính tình ông rất là gia trưởng. Thì một ngày cổ đang ở trong bếp, cổ đang nấu đồ ăn á, thì cổ nhận được một cuộc điện thoại. Thì cổ mới nghe tiếng chuông thì cổ mới bắt máy lên, cổ alo. Thì ông chồng từ bên đầu dây bên kia mới nói rằng à, bữa nay anh bận, anh không có về được, em ở nhà. Em chạy sang nhà của bố chồng á để mà em tắm giúp bố giùm anh. Thì khi mà cái cô con dâu nghe vậy thì cái cô gái này cổ cũng kỳ quá, cổ thấy kỳ quá. Anh ơi, em thấy cái chuyện này nó không bình thường, nó kỳ sao đó. Kỳ là kỳ sao? Anh nói sao thì em phải nghe vậy chứ, sao mà cãi lời được. Dạ thì tại vì là em thấy em là con gái, là phụ nữ mà là con dâu nữa, mà em tắm cho bố chồng vậy thì chắc không được đâu ba. Chắc là bố ông cũng thấy ngại, mà em còn ngại hơn nữa, lỡ người ta nhìn thấy người ta dị nghị chết. Thì cái anh chồng anh nói dị nghị gì, em chỉ cần làm theo lời anh là coi như mọi chuyện sẽ không có gì hết. Tại vì bố của anh á, mắt cũng bị bệnh mà gần như là mù rồi, không có thấy đường. Bây giờ em vô nhà thì em chỉ cần đừng nói cái gì hết, em đừng để cho bố biết là em là con dâu, mà mỗi lần anh đến thì anh cũng không có nói chuyện nhiều. Chỉ cần em lấy cái tay em chạm chạm vào cái lưng của bố đó, em khều khều vậy nè, thì bố sẽ tự động đứng lên và đi vào phòng tắm để cho em giúp bố. Em lấy giúp bố em cứ đơn giản thôi, em lấy gáo nước em xối lên cái lưng, rồi em lấy cái khăn em chà chà cái lưng thôi, vậy là xong rồi đó. Thì như vậy là em đã giúp anh rồi, cảm ơn em nha. Thôi giờ anh cúp anh làm việc đây. Thì cái cô gái này cổ nói dạ dạ thôi để em cố gắng. Thì cổ mới nghe lời chồng cổ của cổ, nhưng mà có cái là cổ mới định là ngày mai cổ mới lại tắm cho bố chồng. Nhưng mà cái anh chồng này nè, ảnh lại có một cái tính rất là gia trưởng. Hai vợ chồng sống với nhau cả năm trời rồi mà chưa có một đứa con nào hết. Anh chồng thì cứ đổ lỗi cho cô vợ là tại em không biết đẻ, trong khi đó bao nhiêu người phụ nữ khác ta nói người ta ẵm con đùm đùm đề đề, mà tại sao mà hai vợ chồng mình còn trẻ còn khỏe mạnh như vậy mà tại sao anh muốn một đứa con trai mà vẫn không có được, con gái cũng được nữa em cũng không thể nào đẻ được nữa. Thì cái cô vợ này cô hết sức buồn khi mà ông chồng ông cứ ngày nào ông cũng chì chiết, anh cứ anh lải nhải anh nói hoài à, khiến cho cái cô vợ này cổ vô cùng buồn, cổ không biết nói cùng ai, đến nỗi mà cổ cứ khóc mỗi khi đem về, cổ khóc ướt gối luôn. Mà cái anh chồng này ảnh lại có một cái thói quen là ảnh hay đi công tác xa lắm, cái cô vợ này cổ ở nhà một mình, và có đôi khi á, là cổ cảm thấy rằng cuộc sống của cổ nó làm như nó bị bế tắc luôn. Bởi vì á, cuộc sống mà cho nên là sống với một người mà người chồng mà cứ than vãn cái chuyện mà sanh em bé vậy đó, thì cổ cũng buồn cho cái số phận của mình, cổ nghĩ là do lỗi của cổ. Thì bắt đầu là cổ đi chợ, cổ thấy ai cũng ẵm, thấy ẵm con đi rồi cho con uống sữa cho con ăn, thì cổ tủi thân, cổ ước gì cổ có được một đứa con, nhưng mà ông trời vẫn chưa thương cho hai vợ chồng, vẫn chưa có một đứa con nào hết. Thì đến ngày mai thì là cái ngày mà cái cô gái này cổ phải đến tắm cho ba chồng của cổ. Thì bắt đầu là cổ mới đi vào trong nhà thì cổ không có dám nói. Ban đầu thì cổ rất là ngại, sợ ba chồng sẽ nhận ra mình. Nhưng mà khi mà vừa nghe cái tiếng mở cửa thì cái ông ba chồng á, ổng nghe rồi thì bắt đầu là ổng không có nhìn thấy. Ổng mới nói, ủa con đến rồi hả con trai? Rồi bắt đầu là ổng mới đứng dậy, ổng mới đi vô, mò 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 ổng đi vô nhà tắm. Thì bắt đầu là cái cô gái này thì cổ cũng mừng quá. Có của con dâu mừng quá, trời ơi, thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, xém chút nếu mà ba chồng mà biết mình thì không biết nó như thế nào, chứ thật ra mình thấy rất là kỳ. Rồi bắt đầu là cái ông ba chồng ổng vô trong phòng tắm thì cũng may là ổng không biết. Rồi bắt đầu là cái cô con dâu này cổ bắt đầu cổ làm theo cái lời chỉ dạy của anh chồng á. Anh kêu là vô nhà tắm thì em phải lấy cái tay em khều khều cái lưng của ba chồng vậy nè, thì tự động á ba sẽ biết
và ba sẽ biết là bữa nay là cái ngày mà đi tắm, thì ba sẽ biết là khều khều là tắm đó. Thì bắt đầu là cô gái này cổ mới làm, thì ông ba chồng này ông bố chồng cũng làm y chang như cái lời con trai của ông kể chỉ đó. Thì bắt đầu cô gái này cổ mới lấy cái ca nước á, cổ mới dội lên cái đầu và cổ gội đầu và cổ làm giúp cho người ba chồng đó. Thì mặc dù là nó hơi khó khăn nhưng mà cổ cũng gắng, cổ cố gắng, tại vì thương chồng thì mình cũng thương luôn cha chồng của mình luôn đó. Cái người Việt Nam mình lại có một cái tánh hiếu thảo ngộ lắm, thương cha mẹ chồng luôn, nhưng giống như là cha mẹ ruột của mình vậy đó. Hiếm lắm nha, trường hợp này hiếm lắm, không phải ai cũng làm được như vậy đâu đó. Cho nên là cái cô gái này cổ cũng như là tam tòng tứ đức, nó là y hệt luôn. Cho nên cổ cũng gắng, cổ tắm, cổ gội đầu rồi cổ chà lưng. Thì cổ đang chà vậy thì bắt đầu là bất ngờ ông ba chồng ông quay qua, ông nhìn nhìn cổ, nhưng mà mắt của ông không thấy đường. Mắt của ông là bị bệnh, coi như là bệnh mờ đó, đáng lẽ là phải mổ mắt mới có thể lấy được cái ánh sáng, nhưng mà do là điều kiện cho nên là ông vẫn chưa có điều kiện để đi mổ mắt. Thành thử ra mắt của ông bây giờ nó chìm trong tối tăm, không thấy đường. Thì ông mới quay qua, ông giống như một cái, ông nghĩ là ông đang nhìn con trai của ông vậy đó. Thì ông mới nói là sao rồi con, chuyện chữa trị của con như thế nào rồi? Thì cái cô con dâu này cổ kinh hãi, cổ bực như cổ giật mình, cổ hết hồn á. Cổ mới biết được một cái sự thật vô cùng kinh sợ luôn, đó là cái chuyện cái anh chồng của cô này có cái bệnh gì mà chữa trị vậy. Thì bắt đầu cái ông anh cô này cũng không dám nói tiếng nào, nếu mà nói ra thì bố chồng biết cổ làm sao rồi, tình huống như vậy thì phải xử lý như sao đây. Cho nên là cổ im lẹ lặng, cổ không nói tiếng nào hết. Và cái ông bố chồng ông tiếp tục ông hỏi nếu như mà con thấy chữa trị mà không có thành công á thì thôi con cứ nói thẳng cho vợ con biết, để nó buồn, nó cứ trách móc, nó nghĩ là lỗi do nó mà không có con không à. Con cứ nói thẳng đi con ơi. Thì cái cô con gái, cô con dâu này cổ mới nói trời ơi, cô nói trong lòng cổ chứ cổ không dám nói ra, cổ không dám hỏi luôn, mà nước mắt của cổ cứ rơi lợp đợp vậy nè. Cổ khóc không thành tiếng á, nước mắt nó cuộn vào trong. Vậy mà từ bấy lâu nay cổ tưởng là cái lỗi mà không sanh em bé là lỗi của cổ. Ai dè cái lỗi là do cái người chồng của mình bị bệnh vô sinh mà ảnh giấu từ bấy lâu nay. Ảnh nói với ba của ảnh biết, mà tại sao với cổ thì ảnh giấu và ảnh cứ ngày nào ảnh cũng trách móc, ăn cơm đi ngủ gì ảnh cũng trách móc, nói tại em mà không biết sanh đẻ cho tôi một đứa con nào thế này thế kia. Và bây giờ tuổi của cổ cũng lớn rồi, bây giờ cổ muốn về cổ ly hôn cho rồi, ly dị cái anh chồng này quách cho rồi đi. Tại vì ảnh không có cái sự đồng, giống như là ảnh không có thú thật với cô này, để cho cổ mất cả một tuổi thanh xuân sống với một người đàn ông mà ta nói bây giờ cổ đã lớn rồi, cổ gần 40 tuổi rồi, làm sao mà cổ có thể có con được nữa. Có nhưng mà khi mình đẻ đứa con ra, mình 40 tuổi rồi, cái cơ quan bộ máy của mình nó đã ngừng hoạt động rồi, bây giờ mình đẻ đứa con liệu nó còn không thông minh, nó lỡ nó có thông minh hay nó có bị gì không, thử là cổ cũng không dám đẻ luôn. Cổ mới nói thôi giờ như số trời an bài rồi, nhớ giờ mình ly dị với cái anh chồng này thôi, chứ ảnh gia trưởng quá chịu không nổi luôn. Cho nên là cổ cũng muốn ly dị, nhưng mà để coi cổ không biết phải làm gì trong tình huống này. Cho nên là cái câu chuyện này là cái câu chuyện có thật từ một vị khán giả gửi đến cho Ngọc trong những cái dòng mà nhắn tin. Thì Ngọc cảm thấy được là cô ấy rất là tội nghiệp, rất là đáng thương, cũng cùng là số phận phụ nữ. Bởi vậy sanh được một đứa con là ông trời cho mình một cái đứa con, nó là một cái gì đó thiêng liêng lắm. Cho nên đây là cái câu chuyện mà Ngọc không biết là phải khuyên với cô gái này như thế nào trong tình huống này. Và Ngọc nghĩ rằng vợ chồng của cổ thì do nếu mà cổ còn yêu thì cổ tiếp tục sống chung với chồng, còn nếu đã hết yêu rồi thì nên cho nhau một lối thoát. Thì đối với mọi người thì khi mọi người nghe cái clip này thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào về cái câu chuyện của cô gái này, thì xin mọi người cho Ngọc những cái đóng góp, những cái ý kiến để Ngọc biết được và Ngọc khuyên cái cô gái này ha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và Ngọc mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.